Tiến ơi. Vâng, chào chị. Chào cháu. Mấy hôm nay thì chân tay sức khỏe của chị thế nào? Càng da rét thì lại càng đau. Thế cháu thì năm nay là bao nhiêu tuổi? Cháu năm nay là 13 tuổi. Cháu lớp 8 ạ. 8 ạ. Vâng. Bố và cháu không nhận cháu. Con cũng không nghĩ là bố sẽ quay về đâu ạ. Bởi vì nếu bố quay về thì bố đã quay về từ sớm rồi ạ. Công việc làm thêm mà con thường giúp mẹ là phát ốc này, mẹ lại đi bán rau ạ. Bình thường ngoài những việc làm thêm này thì con có dạy kèm cho mấy cháu nhỏ. Em nó bị viêm gan giai đoạn cuối nhưng mà tháng này giấu cháu nên là không muốn nuôi. Con muốn mẹ sống với con mãi mãi ạ. Chị muốn nói chuyện với con bé phải không? Lên đây em bồng lên, em bồng lên. Con ơi mẹ nè con. Thưa diễn viên Lan Tô. Vâng, cảm ơn cô. Vui không? Tú cảm giác như thế nào? Nói với em thì vẫn chờ. Bây giờ Tú sơ bàn tay lên coi. Là chạy hết rồi, rất là đỏ. Quá xuất sắc. Các bạn là một trong những nhóm chơi đem tiền nhiều nhất trong chương trình.